Chuyên gia quốc tế, nội thất VinFast theo chủ nghĩa tối giản lấy màn hình làm trung tâm. Ấn tượng trước thành tích của VinFast tại quê nhà, chuyên gia đánh giá xe hơi đang rất mong ngóng được trải nghiệm xe điện VF 35 E36. Trên chuyên trang ô tô nổi tiếng của Úc The Driven, cây viết David Wattergood đã có bài phân tích về hành trình thú vị của nhà sản xuất xe hơi đến từ Việt Nam, VinFast. Năm 2017, VinFast nhấn nút khởi công tổ hợp sản xuất ô tô quy mô bậc nhất khu vực tại đảo Cát Hải, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Và giờ đây là năm 2021, hãng xe Việt đang sắp sửa đưa những chiếc xe điện đầu tiên của mình đến với khách hàng. Trong nhiều năm qua, VinFast đã nhanh chóng phủ sóng thương hiệu của mình ở thị trường trong nước. Trên đường phố Việt Nam bây giờ, ngoài các dòng xe đến từ nhà sản xuất nước ngoài, nhiều người sẽ dễ dàng bắt gặp những chiếc xe nổi bật với logo hình chữ V phát sáng của VinFast. Trước sự phát triển chóng mặt của hãng xe Việt, David Watergood bày tỏ sự thán phục với nhà sản xuất xe hơi VinFast thuộc tập đoàn VinGroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Không chỉ nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường trong nước, năm 2021 là quãng thời gian đáng nhớ khi VinFast chính thức ra mắt bộ ba xe điện VFE34, VFE35 và VFE36, trong đó hai mẫu xe VFE35 và VFE36 hướng tới thị trường quốc tế như châu Âu, Mỹ, quê nhà của nhà sản xuất xe điện nổi tiếng Tesla. Theo đánh giá của David, VFE35 có kích thước gần bằng một chiếc Tesla Model Y. VFE35 có hai lựa chọn là một hoặc hai động cơ. Mỗi động cơ tạo ra 201 mã lực và mô men xoắn đạt 236 IB feet. Phạm vi lái xe ước tính là 400 km. Chiếc xe 7 chỗ lớn hơn, VFE36 có kích thước tương đương với Chevy, Traverse, Hyundai, Palisade hay là Kia, Tuluride. Hai công suất động cơ là tiêu chuẩn sử dụng một động cơ và trang bị bộ pin 106 kWh được cho là cung cấp khả năng hoạt động lên tới 550 km trên một lần sạc. Ngoài ra, cây viết của The Driven đánh giá thiết kế nội thất đã bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi chủ nghĩa tối giản lấy màn hình làm trung tâm của Tesla. Năm 2018, VinFast đã được trao giải thưởng A Star is Born Award dành cho công ty khởi nghiệp xe hơi tại Paris Motor Show. Và điều này góp phần gia tăng sự hứng thú của David Waterwood với hai dòng xe điện của VinFast sắp tới. David chia sẻ, tôi đang mong được sớm trải nghiệm hai chiếc xe mới của VinFast. Hiện VinFast, thương hiệu ô tô made in Việt Nam chuẩn bị đưa ra hai mẫu xe điện VFE35 và VFE36 tham dự Los Angeles Auto Show 2021. Đây là lần đầu tiên các mẫu ô tô điện thông minh của Việt Nam có cơ hội trình diễn trước công chúng. Sự kiện này cũng ghi dấu mốc lớn trong lịch sử ngành công nghiệp ô tô Việt Nam khi mà VinFast chính thức công bố thương hiệu xe điện và bước ra sân chơi toàn cầu.